hôm nay nhà em xuất khẩu luôn. Dạ. Kusaki. Cho lên công luôn. Mà con trồng mà không sượng cứ tìm lan tư. Sượng này không chế được mà Vũ. Không được, sượng là mình có thuốc rồi. Ngon. Em sẽ xuất khẩu lô đầu tiên đi Trung Quốc. Đây, bố quay qua đây em, trồng lên chính giữa đi em. Em xuất khẩu lô đầu tiên sầu riêng Musikin sang Trung Quốc nha. Bà con cứ yên tâm trồng. Ấp lấy con, ấp lấy xong. Xuất khẩu lô đầu tiên đi Trung Quốc nha. Cái chả sầu riêng anh Hải kêu vỏ dày đây nè. Anh này sẽ trực tiếp bán. Lô đầu tiên đi Trung Quốc của nhà em nha, bà con cứ yên tâm, đừng có chặt nha. Mua sinh kinh mãi định nè. Ăn thử đây này, hả? Anh ăn thử, em đang live stream nè. Muối nè, à, Vũ tách cái này là thích em. Đúng rồi, nhìn. À, đọc không, đọc không? Đúng chưa? Nhìn tưởng. Nên bà con đừng có sợ nha, phải bình tĩnh hết sức. Nếu nó không sượng bao nhiêu em Lan cũng mua hết. Đó, muối này là nó lép cực kỳ. Đúng rồi. Ngon hơn muối này nó lép cực kỳ nhưng mà nó vẫn chứa được một cái lượng hạt cơm này. Tất cả phải bình tĩnh hết sức. Hôm nay nhà em đã chính thức xuất khẩu. Thử đi em. Ngon không? Anh Hải. Em Hải với anh Hải nó chết luôn. Hải phát biểu ý kiến. Ô ngon quá Hải ơi. Mà chỉ hợp quá là hợp gần này, cái đây mà hả? Hôm qua ăn là ngon lắm nữa. Trời ngon quá. Trời ngon quá thiệt luôn á. Chết thằng anh ơi. Không. Thử đi con. Không, em phải thử mới bán được trên đây. Em hiền đi chị Lan đút cho. Vậy mà em ăn xong em phải nói gì về mua skin cho chị chứ. Ủa cha ngon quá Vũ. Hả? À, bà con hết sức là bình tĩnh. Không. Hôm nay em bắt đầu mua skin nha. Có đủ cho con rùi nha. Chị Lan á, chị quay người ta mấy sâu máy lên trên livestream, còn mấy túi để chị sẽ cho chị Lan mang vô cắt nha. Không có bạc nữa. Chưa đang quay. Em này ham ăn quá, em cắt liền. Thế nào hôm nay là mình thử hàng A đi thôi ha. Đi hết với chồng A bên. Cái gì? Nghe về chất lượng cơm. Nếu đúng như chất lượng cơm này thì bà con nông dân cứ yên tâm nha, là bao nhiêu bên chúng tôi cũng thu mua công ty Lan Tươi. Nếu đúng mẫu vậy mà con nông dân làm được bao nhiêu cũng thu mua. Béo lắm chứ. Anh này anh từ Lạng Sơn vô mà anh chấp nhận được cái Musikin ở đây rất là ngon và ngang với Malaysia phải không anh? Em đưa em lên quảng cáo luôn rồi. Anh nó chạy được xe này, xe thứ 5 của Dona, và ảnh yêu cầu là cho ảnh chạy thử mu mà ảnh đã thưởng thức mu và ảnh rất là khen mu skin. Không. Mỹ ơi. Ở đây. Trong binh nữa. Đây em thử mu skin đi rồi em trả lời chị trên Facebook đấy. Sao ta đưa đây để em sao Mỹ phát biểu coi. Béo, công nhận béo hẳn so mấy loại kia ha. Đây. Trái này thì Mỹ đóng một thùng bao nhiêu cái cũng được đúng không? Ăn đi, ăn hết ăn được. Sao anh Hải? Kiểu mình lại ký độc quyền đấy. Đúng rồi. Độc quyền bán ở cái tỉnh đấy thôi, ở những tỉnh khác thì cả. Hả?
nhờ. Ông trái mu đẹp quá. Thành ơi, lâu quá anh. Làm gì có vụ lâu quá. Có mua skin hả? Dạ đúng rồi. Nè, làm thử mua skin nè. Rồi ướt vậy ta? Vẫn còn ướt à? Nửa thân. Vẫn còn ướt á. Dạ đúng rồi. Vẫn còn lộn. Để chụp hình thêm chưa con? Dạ, rồi cứ ấy đi chú. Lấy một mũi bên này đi chú. Cảm giác sao chú phát biểu cho em nghĩ thử trái mua sao? Ngon quá. Dạ. Cái quan trọng là do mình làm thôi. Sao chú? Ăn thấy mu sao? Quá ngon hè. Dạ.